Cái này nó cũng dễ thôi, nó không khó. Cơ khóa. Đó, cơ bình thường thôi. Cái này quay ấy nữa thì cứ lên trên YouTube là có. Về nhà có thể mở lên xem. Tay này nha, tay cầu cửa. Đổi ốc đi anh. Đấy gen nhá, nó không vào. Cho nên con ốc trên. Không vào nhưng mà nó chưa vào, nó chưa vào. Làm lại lại kim phân bồi này. Đây lưu ý cái này nhé, cái này khi mà chạy máy chạy cái gá hai cơi ấy là phải chỉnh cái kim này nó đúng cái tâm lỗ này nhé. Nếu như nó lệch cái tâm này thì hai cơi nó sẽ không đều nhau. Đấy, hai bên nó không đều nhau. Tâm lưu kèm đi tâm khao cặp lưu nè. Đấy, cái lỗ cái kim chính giữa cái lỗ tâm này. Hai bên chịu tông càng. Cái này phải chỉnh cái cao này nhé, nó chỉnh lỗ trong này. Hai bên cao bằng nhau à? Không, ở trong này nó có một cái để chỉnh cái này nó cao lên. Này, hạ hết nó xuống. Máy tin thì mình chủ tổng thành nó để làm sao cho cái này nó cao lên. Mai bước ký anh em mình xuống khuyên ให้มันลอยให้มันสูงขึ้นในเลื้อยช่องเตียงครับน้องก้าวเลื้อยมุดน้องก้าวเลื้อยให้มันสูงขึ้นเพื่อจะใส่กระดาษนี้ได้ถ้าต่ำมันใส่กระดาษไม่ได้หาไอ้คนนู้นไปต้องเราใส่ไอ้ขวาเนี่ยเราคือน้องโดก้าวเลยให้มันสูงขึ้นcơi này cũng vẽ như này là sẽ chạy được cả hai bên nhé, hai vế đấy.
ื่อกี้อ่ะเขาบอกเขาช็อกนี่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแกนี่ฟังก็นั่นนะบางหลิงให้มัดเนี่ยแต่มันโค้ดได้หนักในท่อนในเพราะชักชันอันนี้สองไว้เป็นไซส์เอฟต้องมีเซดีบางหลิงให้มัดอย่างก่อนแล้วที่ดัดช่องบนเริ่มนะช่องนู้นหาอะไรถึงแล้วก็ปิดเริ่มที่ห้าเนี่ยจะดัดเกยท่านเกยที่ดัดช่องท่านเกยหน่อยเหมือนกันไหนช่วงต้องใส่แล้วต้องกดตัวนี้ลงต้องกดตัวนี้ลงอันกันในสวงอ่ะโอเคอันนี้ในสวงอ่ะน็อปเนี่ยดัดน็อปเขาหลับเจิมกว่าได้เนี่ยcắm lên điện ở lấy ổ điện ổ xanh xanh ngoài kia kìa như cái này cầm máy như cái này vẫn chưa có độ cao nhé tại vì cái này nó đang sát ở đây này cho nên là phải chỉnh cái này đấy nó cao này nó trơn cắm vào đấy á đây cắm ổ kia cắm vào đi đấy là ngon em lại mất điện rồi, giờ vào đấy. Chỉnh lại mũi hai đầu nhé, máy tự động này. Chỉnh lại mũi hai đầu luôn. Cho mũi chỉ màu. Máy này nó không được xịn lắm. Máy mới quá. Máy mới quá. Nếu như mà dùng máy ở bên đấy dùng máy rắc à? Đúng không? Jack. Jack nó mới á. Rồi ok, máy đấy thì biết chê rồi. Chuyện nào? Người ta gọi là Jack. Thái Lan gọi là Jack. Kim phú quá, kim cái này để ý nhé, không là bẻ khóa nó sẽ bị gãy cái thanh này. Nam lên lấy kéo lên. Có kéo lên đấy. Nếu mà tôi không phải cắt hai hai cái cắt một giếng một giấy với nhau cũng được này. Cũng được. Ok, ok. Không cần phải cắt hai cái. Ok. Okay.
coi ở bên ở YouTube của người Việt như nhau, họ không được cắt để đi giao 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 như vậy được không? Okay. Được không? Được. À. Nó lấy giao. Cắt nhưng mà cắt như thế nó không chuẩn lắm. Thì cái nào dễ hơn? Cắt thế là không chuẩn lắm. Câu bài nhàng điệu. Nó đang dài quá. Đấy, đến công đoạn này thì chỉ mí mà là xong thôi. Đấy, như cái công đoạn kia thôi. Các bạn bình thường. Còn nhiệm vụ cái cơi này nó chỉ đến thêm vậy thôi. Quá rồi. Chuyện này đây này. Chuyện này chưa lắp xong. Chuyện này hơi giãn này tí. Chuyện này mũi kéo này nó bé to quá. Mí xung quanh nữa là xong. Dẹp khỏi có sự. Nó có dẹp thật thịt khỏi. Đúng rồi, đúng như bên đấy. Đấy. Okay. Mí xung quanh nữa là. Bây giờ làm hai miệng. Bây giờ làm hai miệng. Cả hai cười. Má ham đi. Má. Năn lấy cái giá hai cười.